các cô bé vẫn hay rỉ tai nhau rằng là con gái phải xin mọi lúc mọi nơi. Thậm chí, dù đi đổ rác cũng rất cần phải xin. Bởi biết đâu vừa bước chân ra đầu ngõ lại chạm mặt ngay người yêu cũ thì sao? Hoặc cũng có thể là diện kiến chân ái đời mình. Nhưng đôi khi, các cô bé gồng mình lên để giữ nhan sắc lồng lộn bất cứ chỗ nào lại khiến kẻ đối diện hết hồn. Mới đây, có mặt các bức ảnh một cô bé trẻ dù nằm viện vẫn không quên make up sương sương khiến ai nấy xôn xao. Fan ba giờ này hài hước đùa rằng đang nằm viện nghe tin bạn trai tới thăm. Ảnh chụp màn hình. Mặc dù cô bé này đang nằm viện phải sử dụng ống thở, tay thì truyền nước nhưng gương mặt chẳng có chút mệt mỏi, yếu đuối nào. Thậm chí, cô còn có phần lồng lộn chẳng khác gì đi dự lễ hội chứ không hề thiếu các bước make up, kẻ mày, kẻ mắt, chút mi, đánh má lồng, tô son. Những tưởng trang điểm sẽ gây ấn tượng với người khác, nhưng vì không đúng nơi, đúng vào lúc lại có phần quá đà nên cô bé này nhận cơn mưa lời chê bai. Thậm chí, ít nhiều cộng đồng mạng tỏ ra sửng sốt, than hết hồn với gương mặt của bệnh nhân này. Bạn trai đến thăm hoàn thành về chi ly luôn. Eo, nhìn vào hết hồn luôn vậy đó. Em thề là em chỉ ma kè ung sương sương thôi. Trông giống con ma nơ canh nhà mình. Ma kè ung sương sương vô diện nằm chơi cũng bị trục lén. Diễn viên cải lương vào vai ma nữ. Nhìn sợ quá. Vua thẩm mỹ của khá nhiều người bây giờ kiểu gì ý. Kinh quá hù hù. Ma nơ canh à. Mặt hàng này còn không sốt. Ảnh chụp màn hình. Giờ nhắm mắt một chút nhé. Chụp đi. Chụp cho đẹp vào một cộng đồng mạng bình luận. Thậm chí, ít nhiều cộng đồng mạng cho rằng cô bé này chẳng khác gì một con ma nơ canh ở ngoài cửa hàng ăn mặc quần áo vì các đường nét khá cứng, chân tay thì trắng bệch. Tới giờ, tuy chưa rõ thực hư sự việc cũng như danh tính người trong cuộc, nhưng các hình ảnh này vẫn đang hấp dẫn sự chăm chú của đông đảo cư cộng đồng mạng.